đã ngủ ké mà còn ngủ chải ke lên gối người ta nữa. Mà đâu phải chỉ có vậy thôi đâu. Mọi người coi bộ mình đó nè, bụng không đó. Để mình kéo cái áo lên cho mọi người coi thử coi hết hồn không nha. Bụng mà nó đóng lớp lớp vậy đó. Hồi sớm là tính cho bữa nay ngủ dưới đất rồi đó. Dù gì nó cũng có giáp bụng rồi, mấy con mũi chích nó không thấm nổi đâu. Mà bỏ dưới đất thì nó không chịu ngủ. Nói với con xám hai đứa cứ giỡn hoài luôn, tôi ngủ không được. Vậy là tôi lại phải chịu thua nó, ẵm lên giường ngủ. Chắc ngày nay lộ trình cũng dữ lắm, mình mấy mới được vậy. Báo nhiều quá nên mệt, ngủ mê lắm. Có kêu có ghẹo gì nó cũng không dậy, nó nằm nó ngủ chải ke vậy hoài. Ngủ cho đã đi, qua tao chở đi cho người ta rồi. Ai kêu ở dơ quá làm chi, bữa nay tôi đem đi cho nè. Rồi xuống. Rồi xuống. Rồi về không có đem. Đồ vàng, tha cho nó đi đồ vàng. Ở gì đập hung dữ bao nhiêu là về đây gặp chị đồ vàng là rén liền. Giờ gấu tôi quýnh mày giờ gấu. Trời ơi, con vàng nó phải năm nữa. Tính ra con mâu cũng dữ quá ha. Nó về cái chó vòng vòng sớm chạy là mừng nó hết trơn. Rồi bây giờ mọi người coi con mâu nó mừng mẹ của mình rồi nha. Hồi sớm vậy là về nhà để cho nó thăm mẹ mình với mấy anh chị của nó. Còn bây giờ là chở đi cho thiệt nè. Lucky. Lucky. Ghê ghê, còn xương mừng ké nữa còn xương. Vô. Vô. Vô vô vô. Rồi xuống mau, bay xuống mau. Bay xuống. Xuống. Bay xuống mau. Bay xuống. Xuống. Ừ, hơn lúc cây vậy sao? Không dám xuống rồi sao? Không dám xuống rồi. Trời ơi, cậu xương bằng dữ thế này sao? Không cậu xương. Ê, xuống, mau mau đi vô. Đi vô. Mau 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 mau. Thằng ngưỡng hơn lúc cây rồi. Từ từ nó mới nhớ lại. Sáng giờ nó mừng mẹ con, trời ơi, nó bay dơ rồi mẹ con luôn. Này bữa nay chị của nó nhớ nó quá rồi. Để mình trở lên đây cho mượn vài ngày nha mọi người. Chị ạ, bằng chị kệ không? Trời ơi, cái con cụt xương này. Đây là cái mặt được gái ôm nha mọi người. Mèo à, mèo. Mèo. Ban đầu tôi định đem cái bộ mình xình nó lên đây cho chị Sen của nó tắm cho nó. Ai ngờ bà thấy bộ mình xình của nó, bà chạy luôn bà bắt tôi tắm. Ngày hôm qua đi lộ xình với con xám thì cái mặt vui dữ lắm. Bây giờ bắt nó đi tắm nước ngọt thì cái mặt nó vậy đó. Cái bà này cũng thừa cơ hội dữ lắm, sẵn tắm con mau rồi bắt tôi tắm lúc kia luôn. Để tôi lau mình cho khô ráo sạch sẽ rồi tôi bỏ ở đây vài bữa tôi lên tôi rước. Được, thả ra cho đi chơi chứ nó. Từ từ con xuống. Rồi. Rồi cái giờ ba đứa cặp bè cặp lũ dẫn đi chơi à. Nè, chơi hay lắm, chơi giỏi lắm, tôi lén tôi về đâu có biết. Xong rồi vô kiếm tôi không có đóng cái mặt vậy đó.